Trâm tiết lộ cả ảnh mật, cùng với hình ảnh chia sẻ của ông Trâm là ảnh vệ tinh thương mại của Planet Labs chụp cảnh bốc khói từ trung tâm vũ trụ Imam Khomeini sau khi nổ động cơ đẩy trong lúc phóng vệ tinh Nahid-1 um của Iran lên quỹ đạo. Tuy nhiên, ảnh của ông Trâm có độ phân giải lớn hơn nhiều, ảnh đen trắng và có độ phân giải lớn tầm này chỉ có thể xuất phát từ NRO. Mặc dù bức ảnh ông Trâm chia sẻ không ở độ phân giải đầy đủ nhưng đủ cho người xem quan sát các chi tiết dưới 1 mét. Đây chắc chắn là ảnh chụp vệ tinh của NRO. Giới phân tích xác nhận. CNN cũng đồng thời có được sự xác nhận của quan chức Mỹ rằng ảnh chụp trên là của NRO. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump tiết lộ ảnh mật từ cơ quan an ninh nước này. Hồi tháng 5 năm 2017, Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng chia sẻ ảnh tình báo nhạy cảm với đại sứ và bộ trưởng ngoại giao Nga tại phòng bầu dục, là người có quyền giải mật bất cứ hồ sơ nào. Ông Trump có thể công bố những thứ mà ông cảm thấy phù hợp.